Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Cẩm Yến xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Diễn biến đau lòng, linh mục Nga dùng cây thánh giá tấn công một linh mục Ukraine tại lễ tang của một người lính. Một vị tổng giám mục Ấn Độ từ chức theo lời yêu cầu của Tòa Thánh. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Diễn biến đau lòng. Linh mục Nga dùng cây thánh giá tấn công một linh mục Ukraine tại lễ tang của một người lính. Theo tờ Newsweek, một linh mục người Nga đã làm gián đoạn lễ tang của một binh sĩ Ukraine thiệt mạng vào tuần trước và đánh một linh mục khác từ giáo hội chính thống Ukraine bằng cây thánh giá vì những lời bình luận của vị này về Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo ông Serhiy Timkov, trong thánh lễ an táng ngày 22 tháng 7 dành cho binh sĩ Oleksandr Zinivy, linh mục người Nga Mikhailoy Vasilyuk đã lao vào bục giảng nơi một linh mục Ukraine là cha Anatoly Dubko đang phát biểu. Cha Dubko cho biết Putin đã gơi mào cuộc chiến ở Ukraine lấy cớ là để bảo vệ các tín hữu của giáo hội chính thống Nga, nhưng thực tế đã gây ra biết bao những đau khổ cho người Ukraine, kể cả các tín hữu của giáo hội chính thống Nga. Vị linh mục người Nga nghe đến đó thì xông lên, cố gắng giật lấy cây thánh giá khỏi cổ Dubko trước khi dùng cây thánh giá trên tay mình đập tới tấp vào vị linh mục Ukraine. Cuộc chiến đã được ngăn chặn bởi các thành viên của quân đội, những người đã lôi linh mục người Nga và Vasilyuk đi. Lễ tang sau đó được tiếp tục. Vị linh mục người Nga rõ ràng đã rất khó chịu trước những bình luận của vị linh mục Ukraine về Tổng thống Vladimir Putin. Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin Zinivy đã chết gần Mykolaiv ở thành phố Vinnytsia. Ông Timkov cho biết cha Dubko bị thương nhẹ. Ông nhận xét rằng, theo ý kiến của tôi, vụ việc vượt qua tất cả các giới hạn có thể của sự kiêu ngạo. Dựa trên những điều đáng tiếc đã xảy ra, tôi yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật bảo đảm trật tự tại bất kỳ cuộc tụ họp nào có thể gây ra tranh cãi. Cảnh sát Vinnytsia đã được thông báo về vụ việc và các nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra hình sự về vấn đề này. Vào tháng 6, Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói với BBC rằng thương vong quân sự của đất nước ông là từ 100 đến 200 người mỗi ngày. Một tuần trước đó, Zelensky cho biết số người chết hàng ngày dao động trong khoảng từ 60 đến 100 người. Hôm thứ Tư, các quan chức Tòa Bạch Ốc ước tính rằng hơn 75.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, nghĩa là khoảng một nửa số quân ban đầu được cử đến xâm lược đất nước vào tháng 2. Trước cuộc xâm lược, Nga được cho là đã tích lũy được 150.000 binh sĩ dọc biên giới với Ukraine. Mặt khác, Điện Cẩm Linh vẫn chưa loan báo về con số thương vong. Các gia đình của binh sĩ Nga đã phản đối việc thiếu liên lạc từ các cơ quan chính phủ, những người mà họ cho biết đã cung cấp nhiều thông tin hỗn hợp về việc liệu người thân của họ có còn sống trên chiến trường ở Ukraine hay không. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong thời kỳ Cộng sản, tại Ukraine chỉ có một giáo hội chính thống là giáo hội chính thống trực thuộc Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa, gọi tắt là UOCMP. Sau khi Cộng sản sụp đổ, tại Ukraine có đến 3 giáo hội chính thống giáo. Nhóm đông nhất cố nhiên là nhóm UOCMP. Nhóm thứ hai là chính thống giáo Ukraine và nhóm thứ ba là chính thống giáo Ukraine tự trị, với đa số là các vị chính thống giáo Ukraine trở về từ hải ngoại sau khi Cộng sản sụp đổ.
hai nhóm chính thống giáo thứ hai và thứ ba của Ukraine đã nhập lại thành một và được gọi là Giáo hội Chính thống Ukraine. Vào ngày 5 tháng Giêng năm 2019, trước sự hiện diện của các thành viên phái đoàn chính phủ Ukraine, Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew của Tòa Thượng phụ Constantinople đã ký kết Thomas, tức là sắc lệnh công nhận một cách chính thức chính thống giáo Ukraine, gọi tắt là OCU, là một giáo hội chính thống giáo độc lập và trao Thomas cho Đức Thượng phụ Epiphany của Kiev và toàn Ukraine. Các quan chức Ukraine coi nhóm chính thống giáo Nga trực thuộc Tòa Thượng phụ Mặc Tư Khoa là một công cụ để Điện Cẩm Linh tác động lên nội tình của Ukraine. Trước tình cảnh bài bác Nga tại Ukraine, xu hướng sụp đổ của chính thống giáo trực thuộc Tòa Thượng phụ Mặc Tư Khoa là có thể thấy trước. Một vị tổng giám mục Ấn Độ đã từ chức theo lời yêu cầu của Tòa Thánh. Một vị tổng giám mục Ấn Độ đã từ chức theo yêu cầu của Tòa Thánh vì không tuân hành quyết định của Giáo hội và Tòa Thánh về việc thống nhất phụng vụ. Đó là Đức Tổng giám mục Anthony Carrillo, 72 tuổi, đại diện Đức Hồng Y Tổng giám mục trưởng của giáo phận Syro-Malapa, coi sóc Tổng giáo phận Ernakulam Angamali, thuộc bang Kerala. Đức cha từ chức hôm 26 tháng 7 vừa qua, vài ngày sau khi báo chí đưa tin ngài đã gặp Đức Sứ Thần Tòa Thánh Leopoldo Ghirelli ở Ấn Độ và được thông báo. Tòa Thánh yêu cầu ngài từ chức vì từ chối chấp nhận việc thống nhất cách cử hành thánh lễ trong giáo hội này. Tranh luận về cách thức cử hành thánh lễ đã kéo dài mấy chục năm rồi, và những người bảo thủ đã nhất định không chấp nhận việc cải tổ. Hồi tháng 7 năm ngoái 2021, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư nhắn nhủ toàn thể hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân mau lẹ chấp nhận áp dụng cách thức thống nhất trong việc cử hành thánh lễ. Một tháng sau đó, Đức Hồng Y George Allen Cherry, Tổng giám mục trưởng, gửi thư ngày 27 tháng 8 kêu gọi toàn thể giáo sĩ và giáo dân gạt qua sở thích riêng và hoạt động để tiến tới sự hiệp nhất. Tháng 3 năm nay, những kẻ chống đối đã đốt hình nộm Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, và Đức Hồng Y Alan Cherry. Đức Thánh Cha Francisco gửi thư hồi tháng 4 năm nay cho những người chống đối việc cử hành thánh lễ theo thể thức đồng nhất, đồng thời cho biết công nghị các giáo hội Công giáo Đông Phương ở Ấn Độ đã hỗ trợ quyết định này. Tuy nhiên, vẫn còn có những nhóm không chịu tuân hành. Giáo hội Công giáo Syro-Malapa là giáo hội Công giáo Đông Phương lớn thứ hai sau Công giáo Ukraine, với hơn 3 triệu tín hữu tại Ấn Độ và nhiều nước khác. Cho đến nay, chưa có thông cáo chính thức của Tòa Thánh về việc Đức Cha Carrillo từ chức. Dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm, lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm, hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân và uống no say tình yêu nồng ấm. Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời, và từ khi biết
Chúa luôn an bài. Hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài. Cùng Chúa con không lo chi đường dài. Bàn tay con nâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa chốt phác thân con. Những nỗi gian nguy đời con qua như mây bay, con tiến bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi. Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong hồn. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.